Bắt đầu từ ngày hôm nay thì Bộ Giao thông Vận tải cho phép thí điểm mở lại hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh. Thời gian thí điểm đến ngày 20 tháng 10 tức là thứ tư tuần sau. Vâng, trong thời gian thí điểm này thì doanh nghiệp thực hiện tối thiểu là 5% và tối đa là không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày của đơn vị theo lưu lượng mà đã được Sở Giao thông Vận tải công bố. Có giãn cách chỗ trên phương tiện, không áp dụng với xe giường nằm. Với hành khách từ nơi có nguy cơ rất cao và cao đến nơi có nguy cơ tương đương hoặc là thấp hơn thì phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng được tiêm ít nhất 14 ngày hoặc là đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng. Đồng thời có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô. Chiều qua thì sân bay Nội Bài ở Hà Nội đã đón chuyến bay nội địa đầu tiên sau thời gian tạm ngừng vì dịch. Và đây là chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến bay chở theo 206 hành khách. Hành khách thì được kiểm tra đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch. Tại sân bay Nội Bài thì hơn 98% nhân viên cũng đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Tại đây cũng đã tổ chức một trung tâm điều hành tập trung với hệ thống kiểm soát nhiệt độ và 2.000 camera giám sát liên tục để giám sát và có thể truy vết nhanh trong trường hợp phát hiện có ca mắc. Đà Nẵng và Quảng Bình hôm qua cũng đã đón chuyến bay thương mại đầu tiên đến các địa phương này từ thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều tháng tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19. Vâng, như đã thông tin tới quý vị hôm qua thì Quảng Bình đã đón chuyến bay thương mại đầu tiên sau thời gian thực hiện giãn cách để phòng chống dịch. Và đây là chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh tới thành phố Đồng Hới. Trên chuyến bay thì có 21 hành khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Điều kiện đối với hành khách trên chuyến bay đáp xuống thành phố Đồng Hới đó là phải tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc là đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Hành khách xuống sân bay sẽ được xét nghiệm nhanh. Khách có kết quả âm tính sẽ về nơi cư trú và tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú 7 ngày. Sân bay quốc tế Đà Nẵng tối qua cũng đã đón chuyến bay thương mại đầu tiên đến từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh sau nhiều tháng tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã triển khai xây dựng hành lang xanh, đảm bảo đầy đủ các quy định phòng chống dịch an toàn với cả sân bay, nhân viên và hành khách. Từ nay đến 20 tháng 10 thì sẽ mở lại 4 đường bay quốc nội, đó là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đắk Lắk. Còn người dân về Đà Nẵng từ Quảng Nam thì sẽ không còn cần phải trình kết quả xét nghiệm nữa. Đây là quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vào hôm qua. Tuy nhiên, người qua chốt thì phải có giấy tờ tùy thân, chứng minh là công dân Đà Nẵng hoặc Quảng Nam, như là đăng ký thường trú, tạm trú tại hai tỉnh thành, hoặc là có giấy xác nhận của cơ quan tổ chức hoặc địa phương xác nhận là thường xuyên đi lại giữa hai địa phương. Ngoài ra thì người dân phải cam kết trong vòng 14 ngày qua thì không đi đến các địa phương khác ngoài Đà Nẵng và Quảng Nam, thực hiện đi và về trên một tuyến đường cố định, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cộng đồng.